Xem vào đầu năm hay xem tử vi vào dịp đầu xuân năm mới từ lâu đã là một hoạt động không thể thiếu của người Việt. Bởi nhiều người quan niệm rằng đầu năm gieo quẻ bói để biết vận hạn, may rủi trong năm mới mà có đối sách ứng phó kịp thời. Nó cũng như khi ta xem bản tin dự báo thời tiết, biết trời đẹp để làm việc lớn, biết trời xấu còn mang theo ô, che nắng, che mưa. Đây cũng chỉ đơn thuần là hình thức giải trí đầu năm để yên tâm hơn về mặt tinh thần. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau. 1. Tổng quan vận hạn năm 2023. 2. Xem tử vi vận hạn chi tiết trên các phương diện, công việc, tiền bạc, sức khỏe và tình duyên. 3. Với từng con giáp năm 2023, tháng nào là tốt nhất, tháng nào cần lưu ý. 4. Cát hung của từng tuổi năm 2023 với mỗi con giáp cần lưu ý điều gì. 5. Kết luận. Trong năm 2023 Quý Mão, để được may mắn và hóa giải vận hạn của năm, những tuổi trên cần phải sử dụng một kim bài thái tuế để trợ mệnh, hộ thân, nghênh đón thái tuế, vị thần sát lớn nhất trong năm, để được ngài che chở, hỗ trợ, giúp hóa giải những vận hạn xấu do thái tuế mang lại. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 1. Xem vận hạn năm 2023 của người tuổi Sửu. 2023 là năm có nhiều khởi sắc đối với người tuổi Sửu, nhiều cục diện tương sinh với thái tuế và được nhiều cát tinh chiếu mạng, cuộc sống ít biến động hơn, tiền bạc rủng rỉnh hơn trước. Vận hạn của người tuổi Sửu năm 2023 theo từng phương diện. Công việc. Trong năm mưu sự dễ thành nhờ quý nhân giúp đỡ, nhìn chung cơ hội và thách thức song hành, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Tài lộc. Tiền bạc vào ra nhiều nhưng tổng kết lại vẫn là một năm thắng lợi về tiền bạc. Kinh doanh, buôn bán, cát lợi, có thể mở rộng thêm quy mô làm ăn. Tình cảm, đào hoa vượng, người độc thân được vận khí hậu thuẫn để cải thiện tình trạng hiện tại của mình, sớm tìm được đối tượng phù hợp. Các cặp đôi cũng có bước tiến mới trong mối quan hệ, gia đạo êm ấm. Sức khỏe có dấu hiệu giảm sút hơn trước, đa phần do vấn đề tuổi tác. Bạn nên dành thời gian chăm sóc bản thân cũng như các thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tinh chiếu mệnh chủ về tang sự. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Vận hạn tuổi Sửu 2023 theo từng tuổi nạp âm. Tuổi Sửu sinh năm 1949, vận khí cát lành, yên tâm vui hưởng tuổi già. Tuổi Sửu sinh năm 1961, gặp một vài vấn đề về sức khỏe nhưng sớm gặp được thầy, gặp được thuốc mà khỏi. Tuổi Sửu 1973, tập trung cho công việc chính, không thích hợp đầu tư mạo hiểm, trò đỏ đen. Tuổi Sửu 1985, có nhiều tham vọng muốn thực hiện, có điều chú ý sức khỏe, kẻo bệnh tật tìm đến. Tuổi Sửu 1997, nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, mạnh dạn thay đổi để gặt hái thành công hơn nữa. Tuổi Sửu 2009, thành tích học tập sa sút vì bị bạn xấu rủ dê, rất cần được cha mẹ và thầy cô quan tâm. Nhận định tháng hung cát tuổi Sửu năm 2023, tháng âm cát nhất. Tháng 4, công việc suôn sẻ, thúc đẩy thăng tiến. Tháng 5, giữ vững tinh thần, phấn đấu trong công việc, đào hoa vượng, dễ có cảm xúc ngọt ngào. Tháng 8 âm lịch, tiền bạc rủng rỉnh, có lộc trời cho. Tháng âm hung nhất. Tháng 6 vấp điểm cạnh tranh, tiểu nhân khiến công việc trì trệ, tháng 12 mất tiền vì những trò đỏ đen. 2. Coi tử vi năm 2023 tuổi Tỵ. Năm 2023 chủ về bình hòa đối với người tuổi Tỵ, dù có dấu hiệu khởi sắc hơn so với 2022 nhưng vẫn chưa rõ ràng. Trong năm không nhu cầu thay đổi công việc kẻo khó được như ý muốn. Vận hạn tuổi Tỵ 2023 theo từng phương diện. Công việc. Trong năm mưu sự có thành có bại, không quá chật vật đối với người làm công ăn lương, người làm chủ đối mặt với nhiều thách thức hơn, nhưng một khi kiểm soát tốt cảm xúc cá nhân là có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt. Tiền bạc, tài khí trong năm vượng, làm nhiều hưởng nhiều, không đi đâu mà thiệt. Có thể tìm hiểu các hình thức đầu tư, kinh doanh khác ngoài công việc chính hiện tại, nó sẽ mang về nguồn thu nhập thụ động tốt cho tuổi Tỵ. Tình cảm. Đào hoa tuy có nhưng đa phần là đào hoa kiếp, duyên tình có đến nhưng lại vội đi, người độc thân vẫn cô đơn lẻ bóng. Các cặp đôi có dấu hiệu rạn nứt, nghiêm trọng, có thể dẫn đến việc đường ai nấy đi, ly hôn. Sức khỏe. Trong năm có nhiều sao xấu tại mệnh gây hung hiểm cho sức khỏe, vì thế cần đi đứng cẩn trọng, kẻo gặp tai nạn bất ngờ, nhẹ thì bị thương ngoài da, chảy máu, nghiêm trọng có thể phải động chạm dao kéo, nguy hiểm đến tính mạng.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Vận hạn tuổi Tỵ 2023 theo từng tuổi nạp âm. Tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, một năm không quá cắt lợi cũng không quá xấu, đương số an tâm hưởng tuổi già, quây quần bên con cháu. Tuổi Ất Tỵ 1965, gặp may mắn về tài chính, buôn bán, tuy nhiên có dấu hiệu bị lừa đảo khiến tiền mất tật mang. Tuổi Đinh Tỵ 1977, tài lộc sáng, có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, sức khỏe giảm sút, cần chú trọng nghỉ ngơi. Tuổi Kỷ Tỵ 1989, công việc chưa nhiều chuyển biến, tiền tài xu hướng tăng nhưng tình cảm lại giảm sút. Tuổi Tỵ sinh năm 2001, gặp khá nhiều trở ngại khi vào đời, tình cảm dở dang, nhiều phiền muộn. Tuổi Quý Tỵ sinh năm 2013, thành tích học tập sụt giảm, cần phụ huynh kịp thời động viên khích lệ. Nhận định tháng hung cát của người tuổi Tỵ năm 2023. Tháng âm cát nhất, tháng 4 tài lộc cải thiện, kinh doanh buôn bán phát tài, tháng 12 yên ổn, tiền bạc tăng nhẹ, đầu tư sinh lời. Tháng âm hung nhất, tháng 11 dễ hao tài, mất tiền vì sức khỏe, tháng 6 đau đầu với công việc vì thị phi quá nhiều. 3. Tuổi Dậu. Tổng thể vận trình năm 2023 của tuổi Dậu khá khó khăn, dễ gặp nhiều xui xẻo như điều tiếng, thị phi hay bị cạnh tranh không lành mạnh. Trong năm không nên mưu cầu sự lớn, trái lại nên thu mình học hỏi để chờ thời cơ đến. Vận hạn của tuổi Dậu năm 2023 theo từng phương diện. Công việc, mưu sự khó hanh thông ngay từ đầu mà sẽ vướng phải không ít trục trặc, sau rồi mới thuận. Tuổi Dậu dễ bị sai sót khi liên quan đến các thủ tục, giấy tờ hành chính, vì thế làm gì cũng cần tập trung cao độ. Tiền bạc, hung tinh tác động mạnh khiến tài lộc trồi sụt, bất ổn, công việc gặp khó khăn do cạnh tranh mạnh, kinh doanh buôn bán cũng thăng trầm, tiền có vào, có ra, chung quy lại chi tiêu nhiều hơn thu về. Tình cảm, gia đạo không hài hòa do áp lực từ công việc và chuyện tiền bạc, người độc thân vẫn chịu cảnh cô đơn, khó tìm thấy người đồng điệu về tâm hồn. Sức khỏe, áp lực về tinh thần là nguyên nhân chính khiến cơ thể suy nhược, vì thế trong năm cần chú trọng giải quyết vấn đề này, ắt thể trạng được bình ổn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Vận hạn tuổi Dậu năm 2023 theo từng tuổi nạp âm. Tuổi Dậu sinh năm 1945, chịu nhiều áp lực khiến tinh thần bị kìm nén, gia đạo có nhiều xáo trộn. Tuổi Dậu sinh năm 1957, giữ tâm thái dĩ hòa vi quý mới tránh được xung đột, tài lộc không có chuyển biến tích cực, đề phòng bị lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tuổi Dậu sinh năm 1969, nóng nảy là nguồn cơn của mọi rắc rối và khó khăn, công việc duy trì ở mức trung bình. Tuổi Dậu sinh năm 1981, đối mặt với nhiều thử thách, chuyện làm ăn gặp khó, tiền bạc hao tổn không ít. Tuổi Dậu sinh năm 1993, liên tiếp vướng mâu thuẫn thị phi, tình cảm vợ chồng đi xuống, tiền bạc cũng gặp bất ổn. Tuổi Dậu sinh năm 2005, chi tiêu tiền bạc tiết kiệm kẻo vướng nợ nần. Nhận định tháng hung cát tuổi Dậu năm 2023, tháng âm cát nhất, tháng 3 công việc tiến triển thuận lợi, kinh doanh thu lời lớn, tháng 11 tài lộc khởi sắc, kiếm tiền như hái. Tháng âm hung nhất, tháng 2 gặp trục trặc về tình cảm, tháng 6 công việc gặp trục trặc, sức khỏe giảm sút, tháng 9 lắm thị phi, tiền bạc hao tổn. Trên đây là toàn bộ thông tin luận giải tử vi năm 2023 của 12 con giáp, tử vi năm Quý Mão 2023 về công danh, sự nghiệp, tài lộc, tiền bạc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe, bệnh tật. Xem tử vi năm 2023 nhằm mục đích dự đoán vận cát hung, biết cát mà phát huy, biết hung mà tránh để cuộc sống luôn bình an và hạnh phúc. Chúc quý bạn đọc tân niên thịnh vượng, cát lộc dồi dào.